Rồi em xin chào tất cả anh chị nha. Sẵn đây em chỉ mấy anh chị cái kỹ thuật mới nha. Đây có cái kỹ thuật mới em chỉ mấy anh chị nha. Đó là kỹ thuật dồn chuồng. Kỹ thuật dồn chuồng anh chị. Chắc mấy anh chị bị nhiều lắm á, kêu cứ hỏi là Phúc ơi sao chuồng rất dế nó chết dưới nhiều quá. Đó là kỹ thuật dồn chuồng đây. Nó nói chơi vui không mấy anh chị, dế nó chết á, ai cũng bị. Đó, có ai có quay những cảnh này cho mọi người soi không? Có ai quay những cảnh này cho mọi người coi không? Dế nó chết đen như vậy đó mấy anh chị, nhìn rõ mới thấy nha, tại giờ cũng tối rồi, em quay sương sương thôi nè, trong những cái mấy cái chùm chùm đen đen là nó chết đó mấy anh chị, chết nhiều lắm mấy anh chị. Chuồng này giỏi lắm nuôi, nếu mà nó bị tình trạng nó chết vậy vui chừng 6-7 kg thì làm gì, bỏ là em sẽ lấy lên em bỏ qua chuồng khác, những cái chuồng kế bên vậy nè, đó vũ qua kế bên nuôi chỉ được khoảng 13-14 kg thì tại hai chuồng nó cũng dưới tương tương nhau đó. Dế nở khủng khiếp lắm, em nói thiệt với mấy anh chị là em đưa trứng á, tất cả anh em đều gọi lại nó trời dế trứng em làm sao nó chuẩn quá, nó nhiều dữ vậy hằng, nó ở đó rồi mấy anh chị nuôi đi, nở ok lắm á, nhưng chịu giữ được đầu con không, để có được sản lượng hay không. Em cũng bị nè, đó nó chết nè, bữa trước cũng có hai anh cũng gọi lại hỏi Phúc ơi sao dế nó chết. Dế con nó chết. Đây sẵn cái clip này em cũng quay gửi đến mấy anh chị luôn, em cũng bị nè, chứ có gì đâu mà khó, thời tiết nó thay đổi đột ngột là nó chết hà, trời ơi không dễ đâu mấy anh chị, đó khổ chưa. Bây giờ nó còn dưới đây nè, nó còn khá dưới đây, nhưng điều thôi kệ bà đi dựng mấy cái phần mà giấy lót nè, cái phần giấy nè em lót ở dưới đáy nè đó. Mấy anh chị thấy em rải cám không, rải cám đầy dưới nền chuồng đó chứ, mà nó không chịu lên. Nếu mấy anh chị thấy cái hiện tượng là dế nó bò châu 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 lại chùm chùm á, rồi hiểu luôn đi, ngày mai ngày mốt ra thấy những cái đáy chuồng nó chết đen thui luôn á, nó chết mà buồn so luôn, ông chủ chuồng giấy buồn so luôn mấy anh chị. Bình thường mấy anh chị, bình thường nha, cảnh này là bình thường, nuôi giấy phải biết những cảnh này, để những anh em mà cứ lên trang Facebook hay là YouTube ca nào là nuôi thùng xốp, nào là nuôi kiểu này nuôi kiểu kia, nó nuôi đạt từ 5-7 kg gì 10 kg gì đó, từ 6 đến 9 ký một khay trứng gì đó, anh nào giỏi dữ vậy, thôi kệ mấy anh đó đi ha mấy anh chị. Em là người thật việc thật nhất nè, có cái gì quay cho mấy anh chị xem đó, dế đái đó, rớt đái là đó là cái từ rớt đái mà mọi người hiểu đó là nó chết vậy đó. Nói chung nó cũng còn nhiều lắm anh chị, nhưng điều nè nó còn nhiều lắm dưới đây nè chứ không ít đâu, nói chung còn bu thành nhiều lắm, thì em bỏ những khay này vô thì sáng mai nó bu qua thì bắt đầu em vũ qua chuồng kế bên ha, kệ cứu được nhiều cứu, còn nhiều thì mình dọn mình thả trứng khác xuống, mình thả trứng khác xuống anh chị. Có nhiều lý do lắm, có thể là bữa trước em dọn cái chuồng này gấp lên á, em dọn gấp lên xong rồi em thả trứng liền á là nó cũng bị chết nữa mấy anh chị, làm như chuồng nó chưa có cái số ngày nghỉ hợp lý á, là nó cũng chết nữa đó. Nói chung nó cũng không dễ ăn đó. Rồi những điều em thấy cái lạ, những nhiều anh em bán buôn bán trứng ở trên mạng đó, hô bán gì nuôi thùng xốp đó, nuôi cái thùng xốp ba lớn, em cho cái thùng xốp ba lớn mà mấy anh chị nuôi, em nói cho một khay trứng là nuôi nó chết cỡ nào, rồi giờ nó cắn cái thùng xốp mà sao mà mấy anh chị đó hay đến chợ, mấy anh chị quay lên clip trên Facebook á thì đưa cái thùng xốp ra, trời ơi dế quá trời dế trong đó, cùng một size dế nè mà thấy dế toàn là dế, không thấy cái gì hết toàn là dế, cái đó toàn là mẫu không á mấy anh chị, đó nghĩa là lấy cái thùng xốp sau đó bắt cái dế cho nó đều đẹp xong đưa lên chân làm hàng mẫu bán, trời ơi trời, cái đó không phải người thật việc thật đâu, người thật thật là đây nè đó, dế chết quay cho anh chị xem rớt đái mấy anh chị ơi, trời đó cái trận trận rớt đái là nó chết, nó bị nhâu nhâu lại nó vậy. Hôm bữa nó hơi nóng mà khí hậu mấy anh chị tưởng tượng nó không có nắng, nó không có nắng mà nó lại nóng đó, bắt đầu đổ mưa mưa rồi lại nóng, nó hầm khí hậu nó hầm chứ mà độ ẩm rất là cao, càng xịt nước là càng chết đó mấy anh chị, chứ không phải nóng như vậy xịt nước là được nha, tại vì độ ẩm trong không khí rất là cao, độ ẩm trong không khí rất là cao, mấy anh chị xịt nước vô một cái giấy uống sình bụng chết ngắt, bị hoài mấy anh chị, nhiều chuồng lắm chứ không phải là một chuồng này đâu, nhưng để em quay xương trương cho mấy anh chị hai chuồng này nè, còn những chuồng mà qua cái những cái cơn mưa đầu mùa rồi thì nó đã lớn rồi, nó là bự bằng nhỏ cái đầu đũa xíu là nó đã lớn rồi, là lớn hết trơn rồi, làm mấy giai đoạn nó dế hết sợ chết rồi nha mấy anh chị. Đó đó là tại sao những anh em trên mạng cứ hay nói là những anh em nói thật đó là
qua 10 ngày 15 ngày gì đó là dế nó khỏe rồi, nó ok rồi, cho ăn mà lớn thôi. Còn giai đoạn còn nhỏ như thế này nó như con kiến, nó nở ra nó như con kiến rồi mấy anh chị, nó nhỏ xíu à. Mà cái lượng trứng em làm là nó cũng khủng lắm, em nói thiệt, em làm rất là khủng lắm. Khi mà em chia sẻ cho mấy anh chị lượng trứng nó là cái gì, có nghĩa là em muốn chia cái sản lượng của em nhỏ ra, nó thưa ra đó, thì em chia bớt cái lượng trứng đi. À, em chia bớt cái lượng trứng đi á mấy anh chị, thì em sẽ chia là ví dụ như anh 4 khay vậy đó mấy anh chị đó. Em chia sẻ chứ em ít có bán, thì em chia là cũng lấy cái tiền, cũng có thì cũng phải lấy tiền chứ, nhưng cái vấn đề là em muốn chia nhỏ cái sản lượng đi hàng ngày của em ra đó. Ví dụ như bây giờ nó liên tục của trứng đó, thì em chia ra 2 ngày em bắt một chuồng vậy đó mấy anh chị đó, chị hiểu không? Đó, có 2 chuồng, có nghĩa là 2 ngày mình sẽ bắt một chuồng, chia nhỏ ra mình không có bị dư dế đó. Đồng thời với một cái nữa là em muốn chia sẻ cái trứng đẹp cho mấy anh chị nuôi. Trứng đó em cũng nuôi ở ở ở, ở chuồng lại bộ đó, cũng làm đẹp để chia mấy anh chị lại, cũng làm đẹp để nuôi lại ở chuồng, cũng chia cho mấy anh chị. Thậm chí trứng á, em gửi đi em bỏ tiền ship luôn, em bỏ tiền ship ra gửi mấy anh chị. Khi mấy anh chị nhận được hàng rồi hãy chuyển khoản cho em, đến mức độ như vậy luôn chứ không phải là bởi vậy em nói là không có kinh doanh tới gì. Rồi kinh doanh sản lượng lớn á, ví dụ như em gửi lần vài chục khay đi á, thì sợ chứ mấy anh chị, sợ chứ, sợ người ta giật tiền tiền ship rồi sợ giật tiền trứng chứ, sợ chứ. Còn những anh em mà thiệt tình á, là người ta nuôi có mấy khay rồi, người ta bắt đầu nuôi nuôi mấy khay vài khay. Còn những anh em mà người ta kinh doanh là em biết liền. Còn những anh em nuôi trời, em đưa trứng cho khủng luôn á, nói thiệt chứ giấu làm gì, đưa một hai cái trứng làm cái gì, tại em đã trải qua những cái giai đoạn đó rồi, đã nặng những cái trứng trên mạng rồi, nó có một hai cái trứng nói như là đúng rồi vậy đó, chán luôn. Thì những anh em mà mới tập sự nuôi thì mình lẽ mình gửi cái trứng xấu cho người ta biết cái gì đâu. Chủ yếu là cái kênh YouTube để mình làm quen nhiều người, học hỏi được nhiều thứ, để chia sẻ những kinh nghiệm về con dế vui vẻ thôi đó. Em chưa có bán trứng đâu, để giai đoạn là em sẽ làm chuyên về bán trứng thử coi như thế nào, nhiều anh em nó bán ok lắm, rồi bán ok. Chẳng qua những cái trại lớn người ta tìm đến mình là do người ta lượng trứng người ta bị ảnh hưởng gì đó, người ta mới tìm tới mình, người ta đặt ta làm. Còn những anh em mà làm ví dụ như là 4 trại 3 trại gì đó, ví dụ vậy đi, nó đặt cho một cái trại chuyên làm trứng, làm để giao lại cho 3 4 trại đó và làm hợp tác làm ăn rõ ràng, người ta biết nhau, người ta làm ăn được thì được, chứ mà lâu lâu sọt dưa vô chục 20 khay để làm gì chứ, nó chẳng qua người ta thiếu thôi. Nói gần đây nè, gần đây có một anh cũng trại gần nhà đó, anh chia và được rồi, anh chia là 12 khay. À, cộng một anh ở tỉnh nữa, một anh ở tỉnh ở gần Bình Dương nữa, anh chia đây coi 4 ngày 16 khay đó. Thì những anh em này em biết, những anh em nuôi dế, những anh em đã rành với em rồi, có qua lại sản lượng dế rồi, nên thành ra rất là ok. Em sẽ làm cho em để thêm chuồng nữa em làm cho, tại vì dế nó cũng ế mà mấy anh chị, mình để mình làm cộng với lại mình xen ra cái dế của chuồng mình nữa, nó ế chứ em vẫn đi liên tục nha, dế em vẫn đi liên tục mấy anh chị đó. Ô, quay lại cái vấn đề là cái chuồng dế chết đó, bây giờ em phải sang qua chuồng này nè đó, sang rộng lại thì hy vọng nuôi được mấy ký đó. Còn chuồng này bỏ, bắt đầu mai rót trứng khí mới vô mấy anh chị ha, đó có gì đâu, bình thường mấy anh chị cứ yên tâm, chết chuồng này ta làm lại chuồng khác, đừng có nản nuôi, đừng có nản mấy anh chị. Nhiều anh nhảy lô lọt sọt nuôi nản nghỉ à, đừng có nản cái môn này, đừng có nản, nản là không được đâu. Rồi bắt đầu dế ế cũng nản rồi cũng nghỉ. Còn cái vấn đề hồi nãy em nói là những anh em trên mạng bán trứng làm ơn năn nỉ, làm có tâm xíu, bán trứng hiệu quả xíu mấy anh chị. Mấy anh chị mua đừng có ngại, mấy anh chị khi mấy anh chị mua trứng mấy anh chị đừng có ngại về cái vấn đề là kêu người ta quay cho, coi cái mặt trứng như thế nào trước khi mà gửi cho mình. Thằng ông nào chảnh thì thôi dẹp ông đó qua một bên, nói đây chắc hơi đụng chạm nhiều người nhưng kệ mấy ổng đi. Mặt trứng anh như thế nào, anh quảng cáo như sao, mà khi mà gửi đến tôi mà không được cái mặt trứng này như thế nào, tôi trả mấy anh á. Em rất là hồi đó em cũng rất là tin tưởng nhiều lần rồi, quay cái mặt trứng rất là đẹp mà chứ gửi tới thì muốn dục bỏ luôn mấy anh chị. Cái lượng trứng nó bằng có một nửa so với lượng trứng đó, tức không mấy anh chị, tức chứ.
cái giống như treo đầu dê bán thịt chó mấy anh chị, không có được. Em rất là rõ ràng, lúc trước em cũng có chia sẻ trứng, em tính tính nhảy qua em làm trứng thử như thế nào, thì em cũng có cộng tác với nhiều trại mấy anh chị, rồi bắt đầu cái lấy trứng em đẩy đơn qua cho mấy anh đó làm, mấy anh chị đó làm, nhưng điểm thấy làm toàn là bị phản hồi xấu không à, nên thôi em ngưng, em không làm nữa đó, em không làm nữa, em làm cái kiểu đó người ta tin tưởng mình mà đưa trứng như vậy là chết thôi. Nhưng điều á, nó cái khó như thế này, những anh chị mà đã từng xài cái trứng trứng dế của em á, em chia sẻ 2-3 khay 3-4 khay đó, toàn là muốn mua lại rất là nhiều, mà hất riết là em không có làm nhiều để em chia sẻ với anh chị, tại vì cái mặt trứng nó quá nhiều, người ta rất là thích, ai nói chung là bán trứng nhiều ai cũng thích đó anh chị, nó thật luôn là ai cũng thích trứng nhiều, là không thích à, trứng nhiều là đương nhiên phải thích rồi đó. Nhưng điều bắt đầu ví dụ như em cộng tác với trại A, trại B, trại C thì bắt đầu gửi trứng đi coi nhìn thấy mắc ói luôn là chết em nữa, thôi ngưng đó, chia sẻ mấy anh chị vui vui vậy thôi đó, chuồng rất rất dưới đá là nó chết vậy mấy anh chị, buộc lòng chúng ta phải dời qua thôi. Bình thường nha mấy anh chị, nhiều cái trại người ta nổ người ta không dám chia sẻ đó, không mà kệ người ta đi, cái nói chuyện của người ta đó. Trứng dế bây giờ nó nở dữ lắm mấy anh chị, đây em quay cái chuồng mới nở hồi buổi trưa nè mấy anh chị, buổi trưa nha, đây chắc quay sát là giờ này thấy rõ không ta, rõ đó, nhiều lắm, hai bên lần nè đó, mỗi bên 2 khay nha mấy anh chị, đó bên kia 2 khay, đầu này 2 khay, bây giờ là quay lại là xếp giấy toàn bộ vô khả lạ. Hồi bữa trước em làm cũng 6 chuồng, 6 chuồng có nghĩa là sắp giấy hai bên mấy anh chị, em sắp giấy hai bên sau đó em cho nở, sau đó em thả dưới đáy chuồng á, thấy nó ok quá trời luôn, tính làm phương pháp đó cũng được, thôi làm tiếp thôi, nhưng không được mấy anh chị đó. Chẳng hạn như cái chuồng này nè, 2 chuồng này nè em cũng làm như vậy, nó có chết mấy anh chị đó, nó chết đó, có sao nó vậy, nó chết, nên làm là tiếp tục là quay lại là xếp giấy toàn bộ mấy anh chị. Giờ em tới 2 chuồng đẻ liền, nói chung là bây giờ nhiều anh em đặt trứng lắm á, nhưng điều hứa anh nào thì em sẽ gửi anh đó ha, yên tâm, hứa với anh nào là em sẽ gửi anh đó. Hiện tại sắp tới ngày mai phải có giao khoảng 30 khay, ngày mai giao 30 khay, nên điều cũng phải chen ra bớt để giữ lại cho cái chuồng dễ nhà, để không có bị hộp giới chim ấy vậy. Nhiều anh còn nói thôi mày nuôi đó thôi, mày đem lấy giấy của tao mày bán đi. À, gần mấy anh trại nó thôi mày lấy giấy tao mày bán đi, mày nuôi đất là thôi, nó không được. Không có được, nuôi ít lấy của anh lời lớn bao nhiêu, mày cuộc sống của em như thế nào nữa, khó lắm đó. Em đã nói ngay từ đầu rồi, em nói anh tự chạy bán lẻ đi, anh đừng tìm tới mấy thằng lái mối nữa, mệt lắm, tự chạy bán lẻ như em đi, 10 kg một ngày, em nói thiệt với anh chị đi, 7-8 kg là ok rồi, là đủ cuộc sống rồi, một ngày đi 7-8 kg thôi là cuộc sống đã thoải mái rồi, ai khó khăn mặc họ. Đúng không anh chị? Đây còn cái chuồng dế này nó đẻ được khoảng 13 ngày rồi đó mấy anh chị, mấy cái clip trước mấy anh chị để ý rồi đó, nó đẻ 13 ngày rồi đó, 13 ngày vẫn còn đẻ nha, nhưng trong giai đoạn khoảng 10 ngày đổ lên anh chị để hơi lâu chút, khoảng 36-48 tiếng nha mấy anh chị, nó cũng không ảnh hưởng lắm đâu. Đó. Nhưng điều em lấy trứng đây, trứng còn rất ok, 3 giờ chiều là bắt đầu vào trứng, rất đẻ lên rất là nhiều ha, thì sáng mai em sẽ bắt tiếp cái chuồng dế, chuồng dế nó đang lên, chuồng này em bắt rồi, còn rất là chắc vét lại 3 dế này cho gà ăn. Đây chuồng này mai bắt nè, giờ nó không có đẻ, nó hơi tối nha mấy anh chị đó, sáng mai em bắt nha, giờ chưa cho ăn á, nên nó lên nó làm thấy ớn vậy đó, nó dế như thế này là mới ok nha mấy anh chị đó, bắt một chuồng 10 mấy ký thôi mấy anh chị ơi, mình làm nhỏ, đây là em hướng dẫn mấy anh chị làm nhỏ thôi, mình bắt chuồng 10 mấy ký thôi, mình đi cứ mình nói chung là mình bán được cái giá lẻ đó, thì thành ra bù lại mấy anh đi giá sỉ, mà mấy anh đi lần nhiều cũng vậy à, cứ nuôi vừa vừa đều đều. Đây nè, cái chuồng này em để tới lớn luôn, em chưa bỏ khay vào, chuồng này không bị rớt đá nha, chuồng này rất ok nha, đó chuồng này ok mấy anh chị,
chuồng này không có bị dế rớt đái đâu, thì chuẩn bị cho ăn này nó lên nè. Đây là một chuồng dế đẻ nữa nè. Đó. Dế nhỏ bên đây là chuồng cũng bắt được rồi mấy anh chị. Chuồng này nhưng đều bắt sau chuồng kia, bắt chuồng kia trước rồi bắt chuồng đó ha. Nhiều lắm. Đó, ngày mai em đi đâu đó thì mai trong buổi sáng, sáng sớm thì giấc khuya thì khoảng 5-6 giờ là em giao được 5 kg rồi. Đó, ngày mai khoảng 5-6 giờ là em chạy vòng một xíu chừng tiếng đồng hồ là em phải giao đó 5 kg. 5 kg là lấy được mấy trăm ngàn rồi. Đó. Đó, lấy mấy trăm ngàn ở đây. Lấy mấy trăm ngàn ở đây. Có cơm ăn rồi đó mấy anh chị, lấy mấy trăm ngàn cơm ăn rồi. Bắt đầu cái khoảng chưa chiều có một hai người đặt hay chừng 2-3 kg nữa là chúng ta xong rồi. Cứ đợi khoảng giữa tuần nè. Giữa tuần và cuối tuần là đi, em sẽ đi vào một ngày 20 mấy kg. Có ngày sẽ đi 15-16 kg là chuyện bình thường. Đó. Mình canh những gì cũng khó canh lắm mấy anh chị, con dế chim em nói trước rất là nhiều lần rồi, nó canh không có được đâu. Nó không có canh được đâu. Dư hiếu là chuyện bình thường. Rồi ha. À, cái clip em làm nói chung cũng nói mấy anh chị rất là nhiều rồi thôi, bây giờ em cũng 10 mấy phút rồi, thì một clip như vậy thì em thường thường là 10 mấy phút thôi, thì có những cái điều hay cái gì đó em sẽ tiếp tục chia sẻ mấy anh chị. Bữa nay em chia sẻ vấn đề là dế chết nha. Có anh nào góp ý thì góp ý nha mấy anh trại dế lớn lớn ơi, góp ý đi, có gì đâu, bình thường, chuyện này gặp quá thường rồi. Mấy anh có hay không thì chắc tự mấy anh cũng biết à. Rồi, xin chào tạm biệt mọi người nha.